Xin chào các bạn, trên màn hình nhỏ các bạn, đây là các bạn đang xem, đây là một cái gốc cây cam canh và đã đến giai đoạn chuẩn bị thu hoạch rồi. Đó, các bạn thấy là trái rất là ok đấy, rất là sai bóng. Và giới thiệu với các bạn, đây là tôi đang ghi hình tại vườn nhà cô tôi, và các bạn thấy là đây là cái gốc cam. Đây là gốc cam, gốc này thì nó được khoảng bao tuổi rồi cô? 6 tuổi rồi. Gốc bây giờ tôi nhìn qua này nó bằng cái phích tàu. Đó, đường kính chắc được khoảng 14-15. Và các bạn thấy là trái đã bắt đầu thu. Nếu như mà tôi ước tính chắc là nó cũng phải tầm trên một tạ một gốc. Nếu mà tính quả chắc là không đếm được. Đó, phải chắc phải 500 quả mất. Hơn. Rất là nhiều các bạn ạ. Đấy, thì ở đây thì thuộc địa phận Bao Vì này, các bạn biết là đây là chúng tôi là tận dụng cái nguồn phân bò để chúng tôi bón cho những cái gốc cam canh như thế này. Nó là những cái phân hữu cơ rất là tự nhiên. Đó, chứ không dùng phân hóa học nha các bạn nhé. Rau hoa quả này là đạt tiêu chuẩn GRAP, rất là sạch sẽ. Đấy, tôi sẽ vào đây các bạn thấy là trái của nó đây. Bóng trơn, tự nhiên. Và các bạn thấy là hiện bây giờ cái quỹ đất của tại vườn đây là 100 ha. Và rất nhiều, khoảng 5.000 gốc bưởi và nhiều nghìn. Cô có khoảng bao nhiêu gốc cam canh này cô? Vài nghìn đúng không? Còn kể cả nhãn lồng nữa đúng không? Cây hoa quả mùa nào thứ đấy rất là nhiều. Bơ, bú sữa rất là nhiều. Đu đủ ổi, táo. Cây này mà đúng là bây giờ mà nó mọc ở trước vườn nhà mình mới quý này. Rất là nhiều, sai thật. Sai đi. Cái này là bón là bởi bón theo thời vụ ấy cô nhỉ. Bón theo mùa của nó. Đây, các bạn thấy bóng trơn thật. Tầm này là thu rồi đúng không? Chưa thu, cái này phải tháng 12. Vâng. Đấy, các bạn thấy là những cái gốc như thế này rất là nhiều. Các bạn thấy rất là bóng trơn, rất là nhiều. Mà hoa giấu quả ghê nhỉ cô nhỉ. Đây này, mình có phải bỏ bảo công nhân đấy, bảo công nhân đi rũ ra cho nó khỏi ủ lá không? Này, ủa kinh mọng thế, dài lúc liều. Ôi, đưa một chùm này khi được cân luôn, quá nhiều luôn các bạn ạ. Tôi phải chụp đến một cái hình thật là đẹp. Cái này ăn thử được chưa cô? Ăn được rồi nhưng mà chưa ăn được. À. Cái này về còn lâu mới ăn thu được. Cái này phải tháng 11, giữa tháng 11 âm. Vâng. Năm ngoái là cái bưởi là cô bán bao tấn mà cam bao tấn? Ừ. Phải năm ngoái cô... Tính tiền thôi chứ không tính tấn. 110 vạn quả. 10 vạn quả? Bưởi? Gọi 100.000 quả đấy. 100.000 quả? Đấy. À, 100.000, đúng rồi, 10 vạn là 100.000 quả. Ừ. Quá nhiều luôn các bạn ơi, không có lối ra luôn, đi như một lạc một cái vào một cái vườn, muốn là mệt vườn luôn. 100 ha thì không phải chuyện đùa. Nếu như là đi từ khu đoạn khu kia là các bạn phải dùng xe máy, xe gắn máy để đi đấy. Ô đây ô, có dơ giúp cháu lên chụp đúng đủ ánh sáng cho nó đẹp đấy. Đấy đúng rồi. Ô đẹp thế. Quá đẹp. Đây. Không bỏ cái này ra. Ô, đẹp quá. Dạ, cô đứng cho thoải mái rồi. Đấy. Đấy. Rồi. Bức ảnh ngay mà lên thì nó ảnh quá đẹp. Bức này quá đẹp luôn. Ô, càng nhìn cái dưới này nó càng ra quả nha cô nhá. Nó càng giấu quả. Càng để máy quay thấp xuống nó càng nhiều. Đây, chụp tổng thể một cây các bạn nhìn này. Dạ, vâng. Đen.
đây đường này cháu đứng đây thì có cây này, đứng góc này. Ừ. Ui. Zoom lại một chút. Wow. Quá đi. Đúng là đi đi. Ở đằng cái đập kia vừa rồi là cô đầu tư cả về du lịch nha. Cô chưa. Kè xong chưa? Kè xong chưa? Kè xong rồi. Đây này, sinh thái đúng không? Quá tốt. Vâng. Wow. Yeah, xe công nhân đi làm, đi xe máy các bạn nhé. Đây là đường xung quanh đi này là... Nếu mà đường bê tông này trước có đổ bao nhiêu cây số? Nhiều lắm, vòng quanh nhiều lắm. Mấy... Quá nhiều luôn. Bên này là cả nhãn, dưới kia... À đây là Long Hồ đây hả cô? Trước đầu tư, bây giờ sao đầu tư kè đây à? Kè bên kia, ở bên kia. À, bây giờ mặt nước cũng tương đối rộng ấy chứ nhỉ? Mấy chục hecta mặt nước à? Mấy chục hecta nữa. Nước sạch luôn. Nước sạch luôn. Wow. Đây là công nhân vừa làm cỏ đây cô. Đấy làm này nó khỏi ăn phân nhỉ? Còn ra ngoài này nữa thì nó lại giữ độ ẩm. Ngoài này là cô, nhà cô gần như không bao giờ cô phun thuốc cỏ. Thì phun làm gì? Phun thì nó lại xuống rễ thì nó lại gọi gì nó hoa quả sạch. Mình phải giữ ra ngoài này xong nó cắt máy hết. Cắt máy hoặc là nếu mà ấy nhá, cô chỉ cần lấy cái bạt của rẻ đấy. Tự nó thối. Bạt cũng không xài được. Thì nó nhiều. Thực ra này nhiều nhá, cô. Nhưng mình chỉ có nhấc cái bạt từ chỗ lọ đến chỗ kia thôi. Cô cắt xuống thì là nó lại mục ra. À ừ, chỉ có máy cắt lìa là nhanh nhất. Kinh tế nhất đúng không? Cây này đẹp rồi. Đúng là không cái gì bằng trở về gọi là nguyên bản, tốc đất tốc vàng, lại cây và đất. Vườn đằng kia nhà cô đẹp. À bên kia nữa cả. Đấy, cả một cái quả đồi đây kia. Ô, thoải thoải chỗ đằng xa xa đấy, kia. Ừ, ô, quá nhiều luôn. Nhiều lắm. Ôi, zoom sang bên kia các bác nhìn thấy chưa? 100 ha không phải chuyện ít. Này đúng là đi máy bay được quay được thì tốt. Qua đi. Qua đi. Cảm ơn các bạn hãy đăng ký kênh để các bạn đón nhận những cái video chia sẻ. Đây là thuộc địa phận ở Ba Vì. Nếu các bạn muốn ăn những trái hoa quả sạch từ những trái nhãn, trái bưởi, trái cam. Đó, rồi chỉ những cái trái đu đủ, trái hồng, những hoa quả sạch các bạn có thể liên hệ đến với chúng tôi ở số điện thoại để các bạn có thể tiện giao dịch là 033 5305982. Mình trên tự giới thiệu mình là Thao Chim Cú Gáy. À, hai cô cháu sẽ gần tại Ba Vì đây mà mình cung cấp chim cho thị trường và mình cung cấp cả hoa quả sạch cho các bạn. Quá nhiều luôn. Nhãn này. Nhãn vừa rồi thu hết rồi cô nhỉ? Wow. Đi từ đây mà xuống đến cái hồ còn xa phết đấy chứ phải đơn giản đâu. Trông thế thôi. Đường điện, đường điếc là phủ hết rồi. Phủ hết. Ok, ok. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Này này, đây mà đúng là mình mà không ấy mà có người người ta cắt những cái cỏ này mà nuôi lên mấy con bò cũng tốt nhỉ. Nhà cô có luôn mà. À có luôn luôn à? Ừ. Thế phải tận dụng thế chứ đi. Cá. Bò với cá đúng không? Cá bây giờ mỗi ngày nhà cô phải xe công lông đầy. À đánh ngọn lên luôn. Bây giờ là nó còn bé. Đánh xong đi bán à? Không. Cỏ đây này. À cỏ á? Thế bình thường thu cá thì cô thu theo kiểu như nào? Là thế cá thì năm thu lần. À. Trước mà cứ thấy cái xe nó đi đêm cũng hôm đi ấy.